Hello, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ chơi Thách Thiên Tung Răn. Và nhân vật được mình chơi là Bia Ben. Dùng Bia Ben là Đó nhanh luôn. Đây là cái map mình được không? Đây là cái đầu. Mấy các bạn. Đây là cái đầu này. Rồi, qua cái map. Đây là map hoạt định. Chơi mình đánh map rất là lâu. Yep. Chắc ok. Đây là cái tâm trạng. Rồi, chấp. Trở về bác bình thường. Ta sẽ trở về bác núi lửa. Ta nên là điểm bác bình thường như thế. Đường đi để bác bình thường. Đó là cái cọc các bạn. Vậy nó chỉ là cái có hai con cặp luôn. Có cái mũ này cho nên là mình chặt đi rồi. Mũ rồi. Tập đầu mình chết xe rồi. Đây là mắt ban đêm và mắt tối. Mắt tối. Đây là hai cách ban đêm và mắt ban ngày. Ok, vậy là mình đã đập ở đây nhưng mà không sao, hồi xin free rồi. Chúng tôi cũng chỉ vậy là như thế. Rồi, chúng ta sẽ lên chiếc máy bay. Rồi, con 500 các bạn ạ, chuẩn bị là như cần tự ăn. Rồi, chơi luôn. Mình thấy cái gì đấy ta? Ồ, ít nhà ta. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang Tom Frame.
Ok, và đây là Talking Tom Friend. Con này nó muốn đi nấu ăn. Và hiện tại là mình sẽ không thể nấu ăn cùng với nó được. Cho con của chúa này đi tắm đi. Con này lúc nào nó cũng muốn đi tắm. Con này nó nhiều ghét quá. Cho con này ở vậy. Ok, chữa bệnh cho cái con này này. Rồi, nó hút cả cái con Ginger vào cái máy hút bụi cầm tay rồi. Rồi tiếp theo nào, cho nó đi thu hoạch trái cây ha. Mình sẽ dùng hai cái lọ cho nó bọc nhanh này, thu hoạch luôn, đỡ phải lầu bầu, lôi nhoi. Ok, good đấy. Cho cái con này, đây là con Ben, cho nó ăn quả dứa đi. Đó. Sushi này. Ok, nó phê quá. Nó phê cho nên là nó bị ngã này. Pizza này. Rồi, no luôn rồi. Phộng hết cả mồm là no các bạn nhé. Rồi, cho nó chơi cái này. Vậy thì mình chơi nó. Chơi cái phiên bản Pro nhá. Mình sẽ không chơi cái normal đâu. Chúng ta sẽ cho mỗi ống thì sẽ là một màu. Xanh ạ. Mình sẽ để đây trước đã. Màu đỏ này, màu xanh này. Xong hai ống rồi. Màu vàng thì mình để đây đi. Màu xanh cho đây, màu đỏ cho đây. Màu hồng cho đây. Màu xanh cho đây, màu vàng cho đây. Perfect. Vừa đủ luôn đấy các bạn ạ. Không còn thừa một cái lượt nào. Để mình coi nào. Cái này nó làm hơi bị khó cho mình. Nó cho cái này được cái gì tí nữa mình cũng sẽ thiếu các bạn ạ. Cho cái này rất là khó. Rất là khó đầy đủ luôn. Được một cái rồi. Hai cái. À đây, đúng đây hai cái. Ba cái rồi. Ồ, vẫn đủ này. Một level nữa thôi nha. Rồi, lần này mình nghĩ là nó sẽ dễ hơn. Không được, cái này mình để đây. Cho tạm ở đây đi. Cho tạm ở đây đi. Đó. Mình nghĩ là hơi thiếu đấy. Ok, vừa đủ. Rồi, còn một cái khác ha. Đi shopping center nào. Qua cái ngôi nhà mà có cái hình cái để làm bánh. Cái này gọi là cái dĩa hay là cái gì? Thần tích chiên. Người già bọ. Gì mà cửa hàng này béo thế? Qua cửa hàng có cái mảnh ghép. Ở đây mình tìm thấy nhiều đồ ngon hơn. Một, đó, một cái ống để tiêm chữa bệnh. Cái gà các bạn, gấp 7 lần cái kia thôi. 5 quả bơ, 2 hạt đậu. Ok, vậy thôi. Cho con này đi xoa vi khuẩn các bạn nhé. Con này là muốn đi gái này. Để coi nào. Con này cho con này đi vệ sinh này. Con này cho nó trèo lên cây chơi cái bàn tay. Mình thích chơi cái bàn tay nhất ở trên cái map này. Ủa, có cái này nào. Nhảy lên. Ok. Tiếp theo mình sẽ chơi trò giật. Giật sợi dây. Mà nó sẽ ra những cái đồ
đồ hỏi sớm thì cũng biết luôn. Tiếp theo là con Ben. Ôi, cả luôn cả con Ben. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ subscribe cho mình nha. Bye.